Môn liên quan nghi thức nghi lễ cúng bái, vận chúng ta tốt thì chị xem quẻ thì cũng sẽ tốt. Phong thủy nhà anh chị cũng tốt. Bộ môn thứ 5 ứng dụng cho bộ môn văn hóa phương Đông nữa là bộ môn liên quan nghi thức nghi lễ cúng bái. Anh chị nhìn văn cúng không? Đúng không ạ? Khi mà văn cúng cái đoạn là ví dụ như là trong phong thủy đó là 24 sơn hướng chẳng hạn, thì khi mà cúng bái cũng đọc là phong thủy 24 sơn khí thần quan, 24 địa khí thần quan, 24 long mạch thần quan đó. Sau đó là khi mà người ta nói về phong thủy ngài liên miên thái kế chức tư tương thần, phong thủy thành hoàng bảo tổ chức vị đại vương, phong thủy cái đông trù tư mệnh táo hủ thần quân, phong thủy hội đồng gia tiên, đúng không ạ? Thì người ta có thứ tự rất rõ ràng, đúng không ạ? Giống như phong thủy đầu tiên phải là tổng thể, tức là liên quan đến cái tổng thể của cái trận đất, là cái môi trường sống, thì ở đây là ông thành hoàng bản thổ, là cái vùng đó. Sau đó phong thủy đến, sau đó người ta đến gia tiên, rồi đến táo, rồi đến tất cả những các ngôn ngữ mà sử dụng trong cúng bái thì nó mang đậm đậm chất của khái niệm âm dương ngũ hành ở trong đó. Cho nên là ngoài ra thì một ứng dụng nữa của bộ môn văn phương Đông là ứng dụng trong việc mà tu luyện, luyện tập khí công, rồi luyện tập các cái môn võ thuật, rồi ứng dụng sang cái việc liên quan đến đông y, tức là các cái lục phủ ngũ tạng kỳ kinh đốc mạch chia thành ngũ hành như một thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, để mà từ đó người ta luận đoán, cũng như là từ đó để mà người ta nhận biết được cái bấm cái này người ta vẫn đấy là từ đó mà người ta sẽ rút đoán. Cho nên ra là tất cả những yếu tố âm dương ngũ hành này khi vận hành nó nằm ở một cái phía khác, nằm ở một phía khác của thế giới, nên ta gọi là đông phương hay là đông phương học. Song song với nó có một phần dương, tức là cái phần liên quan đến cái khoa học biện chứng, đúng không ạ? Giống như chiếc lọc mác, đó là một phần gọi là một phần liên quan đến duy tâm, nhưng một phần liên quan đến duy vật, nhưng mà cũng hoàn toàn không phải thì hoàn toàn không phải như vậy. Cái duy tâm nó không hẳn là chỉ là tâm linh, không phải là ma quỷ, không hẳn là chỉ là những cái thứ gì đó nó anh chị bảo là ông tưởng tượng ra, mà tất cả mọi thứ nó đều có lý thuyết, đều có học thuyết. Ví dụ anh chị chỉ cần thống nhất với tôi rằng là khái niệm âm dương, theo như tôi trình bày khái niệm về ngũ hành, rồi tất cả mọi thứ vạn vật trong vũ trụ tôi đều giải thích theo cái đó được. Cũng giống như anh chị áp dụng toán học 1+1=2, giống như rồi chúng ta khi học cao lên chúng ta sẽ thấy rằng là kể cả bản chất cái biện chứng về logic hay là biện chứng về hóa học là nó tương đồng theo một thể, một khối thống nhất, chứ nó không hề tách rời. Và có một điều bí mật, có cái bí mật bật mí luôn là thế này: dù là anh chị ứng dụng môn nào trong năm môn đó, dịch học, phong thủy, mệnh số, tướng học, hay là môn nghi thức nghi lễ cúng bái, hay là cầu cúng phù chú bùa bả đấy, nghi thức nghi lễ này nhá, nó gồm có là phù chú này, cầu cúng này, bùa bả này, tất cả nằm ở trong đấy hết, đúng không ạ? Chứ không phải là chỉ nói là cúng lễ ở nhà không thôi đâu, đúng không ạ? Kể cả chạy cái kỳ môn trận độn giáp, khi mà chạy người ta vẫn phải tính ngũ hành vào đây, không thể tương sinh tương để mà người ta lập trận, để người ta lập đàn, người ta cúng ấy, thì cái phần đó ấy, thì nó nằm ở bên ở cái phần bộ môn này. Thì cúng bái thì nếu như mà chúng ta vận chúng ta đang tốt, anh chị tin không, vận chúng ta đang tốt thì chị xem quẻ thì cũng sẽ tốt. Phong thủy nhà anh chị tự tốt, mệnh số của anh chị, số của anh chị cũng đang tốt. Nếu như mà nhân tướng học, gương mặt của anh chị cũng sẽ sáng sủa, đúng không ạ? Cầu cúng cái gì cũng được luôn. Nhưng nếu mà vận chúng ta đang kém, nếu như mà chúng ta xem mà thấy bát tự của chúng ta kém, tức là số chúng ta van vào vận xấu nhá, thì y rằng phong thủy chúng ta có vấn đề, trên mặt y rằng sẽ có vết, mà xem quẻ dịch y rằng sẽ có biến, đúng không ạ? Mà làm lễ cầu cúng kiểu gì nó sẽ bị hỏng đại. Cho nên ra là thực tế là 5 môn + 1, thì trong cả 5 môn đó thì nó có duy nhất là một môn là mạnh nhất, trong đó là môn phong thủy, để nó điều chỉnh môi trường, điều chỉnh không gian để mà người ta bổ trợ thân mệnh. Bởi vì nó mệnh số năm tháng ngày giờ chị sinh ra nó có rồi. Bây giờ nếu chị muốn bổ trợ thân mệnh của chị, dù chị dùng thêm đá thạch anh, chị dùng màu sắc quần áo, chị sử dụng phương vị, anh chị di phương, chị thay đổi cả môn mệnh số là để thay đổi.
chị di chuyển ngành nghề, chị chuyển đổi ngành nghề, chị chuyển vùng cư trú, chị chuyển nhà, chị ở đến cái vùng, ví dụ như là những người nào mà thủy thần trong thân yếu quá thì chuyển đến cái nhà ở gần sông, gần ao, gần hồ ấy, như hay là trong nhà để cái bể cá ấy, ví dụ như, đúng không ạ? Thì là cái việc đó là việc mà chuyển mệnh. Cho nên ra là nhiều người họ bây giờ hiện tại chúng ta đang, mọi người đang nhầm lẫn giữa là mệnh số, nhầm lẫn phong thủy, nhầm lẫn cả nghi thức nghi lễ, nhầm lẫn cả nhân tướng, nhầm lẫn cả dịch học, cái ta gọi chung tất là phong thủy. Thành ra cứ nhầm lẫn như thế này, thành ra là thấy mọi người cứ nhầm lẫn thế, thì bây giờ đi giải thích cho người ta để mà tách biệt thành cả năm cái môn này, chả biết giải thích thế nào. Cho nên là khi mà không biết giải thích thế nào thì tốt nhất là chỉ hiểu nhạc cũng được, và gọi chung là hồi xưa gọi là thầy vũ hành rồi địa lý sư, nhưng mà bây giờ mình gọi chung là thầy phong thủy, tức là cái người mà họ nghiên cứu các cái bộ môn văn hóa phương Đông để ứng dụng những kiến thức văn hóa phương Đông vào cuộc sống của mình. Thì thầy cho em hỏi xem là cái phong thủy của em, xem là cái nốt ruồi của em có tẩy được không. Thực ra việc đấy của ông thầy tướng, tức là rất là hỏi một câu, ví dụ thầy xem em là cái mũi của em nâng lên như thế nào đấy, bây giờ bóp cho lên hay là đẩy cho lên hay là làm hay là đẩy cái sơ căn lên như nào đấy, mà không cái đấy muốn biết nhau đẹp, gặp ông thầy tướng số 1 ở Việt Nam luôn, biết ai không ạ, ngắm ba sư thẩm mỹ, ông là thầy tướng số 1 luôn, đến đấy hỏi như nào mũi đẹp ông biết ngay, đúng không ạ, bảo làm thế nào để cho cái mắt của em nó hài hòa hay cái tay của em nó hài hòa hơn, gặp mấy ông phẫu thuật thẩm mỹ ấy, là mấy ông mới là chùm sò về gương mặt rồi, nhìn là tốt nhất bảo ông ấy tìm cái nào nó tốt một tí, đừng thấy tôi bảo nó mũi về đến đâu đấy, vác ra gặp một cái cơ sở kinh doanh về dịch vụ thẩm mỹ bắt đầu mà cho vào nâng lên chưa biết làm sao nhiễm trùng trước đã. Nên thành ra là khi mà phẫu thuật thẩm mỹ như này hay là làm như nào thì cố gắng là một là xem cái ngày cho nó cẩn thận, hai là chọn cái nơi nào uy tín và tốt nhất, và cũng phải lên 3D xem mô hình trước đã. Các cụ bảo rồi, Hà Nội có một câu đắt sắt ra miếng, đúng không ạ? Đừng có mà lại làm tạm vợ mai sau khổ đó. Thì tôi điểm qua bộ môn nó phương Đông gồm có 5 yếu tố như vậy, đúng không ạ? Để đã khởi động vào để chúng ta hiểu, sau này thì khi mà hỏi các vấn đề liên quan thì chúng ta hỏi rộng thoải mái. Tôi thì chuyên ngành của tôi thì gồm có môn nhâm, tức là tôi xem dịch, phong thủy của tôi chuyên ngành tam bộ phái, đúng không ạ? Tôi ứng dụng một chút cái khái niệm và một chút cái kiến thức của tam nguyên. Tam bộ phái đó là bộ môn mà sử dụng để tính toán cái môi trường, không gian và khí là đặc sắc nhất. Còn nó thiên về đoan đầu, thiên hơn đoan đầu, tức là thiên về cái hình thế bố cục là chính. Cho nên ra là chính vì khi nó thiên về bố cục, cho nên là khi mà tôi sắp xếp một cái căn nhà theo cái trường phái của mình ấy, thì rất tối ưu trong cái việc sinh hoạt. Vì nguyên tắc là nó phải phù hợp với cả cái môi trường sống để cái việc giao thông nó phải đảm bảo để thuận lợi. Còn nếu như mà còn tam nguyên ý, thì nó chấp vào phần lý khí nhiều, tức là tóm lại là chỗ này là chỗ vượng năm nay thì kích, chỗ này là chỗ suy thì năm nay phải đè, chỗ này là cái chỗ mà sơn thần thì năm nay là phải kích sơn, chỗ này là thủy thần thì kích thủy, rồi chỗ này là thành môn thì phải động cả, thì tất cả cái đấy nó làm cho là đôi khi không gian bố trí nó không được loạn mà nó chỉ được vận thôi, tức là nó chỉ được thời điểm. Cho nên cái tam nguyên phong thủy nó được sử dụng nhiều trong cái cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn, tức là khi chị muốn kích cái vận, đặc biệt là những cái món như vận kích vận đất để bán, hoặc là kích bán đất, hoặc là kích cái cửa hàng đang làm ăn ngày ngày cũng đẩy lên làm ăn mạnh mạnh ấy, thì trong vòng khoảng là 2-3 tháng, trong vòng 2-3 năm, hoặc là được khoảng tối đa khoảng 5 năm là ok. Nhưng mà nếu như mà lâu dài thì không ổn, nhà cửa thì không như thế được. Còn nếu như mà dùng tam bộ phái thì quá trình vận nó không ảnh hưởng nhiều đến cái vận, mà quá trình phát triển nó rất là bền vững, cứ năm nay sang năm tốt hơn một tí, sang năm tốt hơn một tí, sang năm tốt hơn một tí.